Xin chào bạn nhé. Thì ngay bây giờ đây mình sẽ cập nhật và báo giá cho các bạn rất là nhiều cái sản phẩm ngày hôm nay về hàng, nhưng mà mình chưa có kịp review cũng như báo giá vào cái buổi sáng nay. Các bạn đón xem nhé. Đầu tiên mình sẽ review và báo giá con J7 Pro màu hồng ở đây, máy zin chất nguyên bản nhà sản xuất các bạn nhé. Và sản phẩm J7 Pro này sản xuất và mở bán 2017, tuy nhiên đến thời điểm này mình cũng đã cũng khá lâu, tuy nhiên là mình cũng đã hôm nay tuyển chọn được một con hàng rất là chất. Không phải lúc nào cũng có, bởi vì là cái hàng này là đến thời điểm này thì nó xấu nhiều hơn đẹp rồi, nên là lâu lâu mới có máy đẹp nha, nên là bạn nào thích mua thì tranh thủ mua nhanh. Ok, sản phẩm này RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình Super AMOLED chuẩn zin nguyên bản nhà sản xuất màu hồng, máy rất là keng nhá, đạt tiêu chuẩn keng. Giá bán là 2,2 triệu, có tặng kèm theo tai nghe và sạc cho các bạn nhé. Dán cường lực và ốp dẻo mình không dám hứa, chưa chắc đã còn. Ok, rồi tiếp theo là con A3S đỏ tươi này, máy khá là chất, chuẩn đẹp, len keng như xà beng luôn. Giá bán là 1,8 triệu nhé, vô cùng là hạt rẻ luôn, hấp dẫn nhá. Và có duy nhất một máy có thể nói là keng, gần như máy mới. Con này màn hình tai thỏ 6 inch 2, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và pin rất là trâu nhá. Oppo chính hãng, dùng được 2 SIM, có 2 camera sau lưng. Rất là nhiều bạn tìm cái sản phẩm này ở thời điểm gần đây nhá, nhưng không có hàng để bán đâu. Ok, hôm nay có một máy màu đỏ tươi, màu đỏ chứng tỏ yêu anh. Giá bán 1,8 triệu. Rồi tiếp theo đây là một con A9 2018, tuy nhiên con này là hàng B, mình xin phép các bạn nick nó luôn từ vòng gửi xe để chuyển sang video hàng B thanh lý cho những ai muốn zin nguyên bản nhưng mà giá tiền nó nhẹ hơn một tí thì theo dõi bên kênh hàng B, đó là kênh Nhật Nam Repair của mình nha. Rồi tiếp theo mình giới thiệu đến các bạn một sản phẩm nồi đồng cối đá, và sản phẩm đang bán rất là chạy cũng như là đang khan hiếm hàng ở thời điểm gần đây, đó là con A9 đời 2018. Xin lỗi bạn, con Oppo A9 2020 các bạn nhé, mình nói nhầm. Con này có cấu hình khá là ok, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, chạy chip Snapdragon 665 8 nhân cũng khá là ổn định, và đặc biệt là pin trâu, pin tới 5000, hai loa kép nghe nhạc rất là chất, màn hình 6 inch 5 giọt nước. Sản phẩm này là hàng đẹp nha, đẹp len keng như xà beng, tươi xanh như nồi canh luôn, là hàng chính hãng, dùng được 2 SIM. Khi bán ra tặng kèm đầy đủ phụ kiện, sản phẩm này còn cả ốp dẻo, dán cường lực, sạc và tai nghe. Giá bán là 4 triệu, và tất cả sản phẩm này mình sẽ bảo hành cho bạn một đổi một trong vòng 3 tháng đầu nếu chẳng may xảy ra lỗi của nhà sản xuất bạn nhé. Rồi tiếp theo đây mình có một con Redmi Note 9S phiên bản 128GB, máy rất là chất, màu xanh, còn bảo hành khá là lâu, đến tháng 11 năm 2021, tức là còn bảo hành tới gần 12 tháng các bạn nhé. Gần 12 tháng, và máy này có thể nói chuẩn chỉ, đẹp len keng như xà beng, tươi xanh như nồi canh luôn. Đối với màu xanh này thì khá là ok và ít hàng. Ở số mình còn luôn cả cái màu trắng sữa, trắng đục đấy, rất là nhiều, nhưng mà màu này thì hôm nay duy nhất có một máy nhé. Giá bán là 4,5 triệu bạn nha, 4,5 triệu. Tiếp theo là bản 64GB, có giá bán 4,2 triệu, nó cũng màu xanh như thế thôi. Hôm nay đâu mà về được một cặp bài trùng này, khá là ok. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 64GB bạn nhé. Nó tất cả nó sẽ giống con máy kia, con 128GB, nhưng mà khác nhau về bộ nhớ, một con 64 và một con là 128, và đều len keng xà beng. Con này cũng còn bảo hành khá là lâu. Giá bán 4,2 triệu, màu xanh. Rồi tiếp theo mình có một con Redmi 6i, cái màu khá là khả ái, và sản phẩm này chắc cũng mới sản xuất gần đây, khá là ok bạn nhé, rất mới luôn, còn bảo hành tới 10 tháng, cụ thể là đến ngày 4 tháng 8 2021, 9 tháng các bạn, 9 tháng. 4 camera sau và vân tay sau lưng, máy khá là chất, chắc chắn là pin cũng khá là ổn định rồi. Cầm chắc tay, nặng tay lắm, và với một cái màu xanh rất là đẹp ở đây. Có giá bán là 3,3 triệu các bạn nha, 3,3 triệu, máy rất mới luôn. Rồi tiếp theo con này hàng B, mình cũng nick luôn. B là phải nick thôi các bạn nhé. Nick sang clip riêng hàng B cho đỡ lẫn lộn. Rồi đây tiếp theo là con F11 thường. Con này chỉ sản phẩm chưa bao giờ là hết hot, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Có sạc vốc tặng kèm bạn nhé, khá là chất, và là hàng chính hãng nên dùng được 2 SIM ngon lành, máy rất là đẹp, đẹp len keng như xà beng luôn, xanh lai đen nha. Giá bán của nó là 3,4 triệu. Rồi tiếp theo mình có một cái sản phẩm A21s phiên bản là RAM 6, bộ nhớ 64GB, màu đen, khá là chất. Sản phẩm này còn bảo hành đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, chính hãng Samsung, dùng được 2 SIM, và con này pin trâu, pin 5000, mới sản xuất gần đây, các bạn cũng biết đấy, A21s phiên bản đặc biệt, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB,
À, mình quay thế này lưng sau nó hơi bẩn thôi nhé, không phải chảy xước. Mình cam kết là máy đẹp chuẩn keng hết, không bán máy xấu. Máy xấu là được đánh giá là hàng B và đã chuyển sang để thanh lý ở bên hàng B các bạn nhé. Ok, và sản phẩm này cũng 4 camera sau hình chữ nhật, rất là chất. Khi bán ra có tặng kèm tai nghe và sạc dán cường lực nhé, không có ốp dẻo đâu. Miếng dán chính hãng rộp rồi, mình lột để dán cường lực cho đẹp. Đấy, chuẩn chỉ luôn và giá bán là 3 triệu 8, hôm nay còn duy nhất một máy màu đen ở đây. Rồi tiếp theo mình có một con Nokia 2.3, tuy nhiên con này là đánh giá là hàng B thì thôi mình cũng chuyển sang hàng B, nhưng mà mình thấy khá đẹp đấy. Không biết B ở chỗ nào, chắc BAZ. Rồi tiếp theo là A51 chính hãng, Z nguyên bản nhà sản xuất, bảo hành đến tháng 12 thì cũng coi như là hết rồi. Thôi thì hãy lựa chọn cái bảo hành bên shop Nhật Nam đi, bảo hành 3 tháng, chuẩn chỉ luôn. Cái này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 4000, màn hình là màn hình nốt ruồi 6 inch rưỡi bạn nhé. Đấy bạn nhìn rõ nốt ruồi luôn. Con này hàng chính hãng, dùng được 2 SIM, A51 RAM 6, bộ nhớ 128GB, khá là chất. Camera sau hình vuông, chuẩn chỉ luôn. Con hàng này rất đẹp, đẹp leng keng như xà beng và zin nguyên bản để sản xuất. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện khi bán ra, có giá bán là 4 triệu 9 ngày hôm nay các bạn nhé. 4 triệu 9. Rồi tiếp theo đây chúng ta có một con iPhone 7 Plus, tuy nhiên con này là hàng B, mình cũng nách nó luôn này. Các bạn thấy này, cái lưng của nó nhìn như cái mặt giặc, cái kính chảy đấy, nhưng mà thấy cái kính camera thì vẫn đẹp chuẩn, không một tì vết, đảm bảo zin, xấu thôi nhưng phải zin nhá. Chuyển sang clip hàng B. Rồi tiếp theo đây mình có một con Redmi 6 phiên bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB, con này giá 3 triệu 9 các bạn nhé. Khá là chất đấy, con này rất là chất. Redmi 6 pin trâu, ngon, pin 4.300 các bạn ạ, khá là ok rồi nhé. Và các bạn có thể tìm hiểu cấu hình chi tiết của những cái sản phẩm mà mình không nói rõ cấu hình như này bằng cách là vào Google để hỏi cái ông thầy quyền lực nhé, ông thầy Google, bằng cách là search cái tên cái đời máy đó bạn xem được hết rồi. 3 triệu 9 nhé, Redmi 6. Và mình có màu xanh cho bạn lựa chọn nữa nha. Ở đây là màu 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 ánh bạc. Rồi tiếp theo sản phẩm này bữa nay cũng đang dần đi vào dĩ vãng rồi, A5 2020. À, nói dĩ vãng thì cũng chưa dĩ vãng, mới sản xuất và mở bán được khoảng 1 năm, tuy nhiên dạo gần đây không có hàng. Có một số bạn bình luận nói với mình là ở đâu đâu đó bán máy mới rất là rẻ đấy, nhưng mà thực tế ra là mình không biết. Mình không biết là ở đâu bán rẻ hay không, nhưng mình mua cứ rất là khó, không có, lâu lâu mới có được một máy đây này. Hôm nay có được một máy phiên bản 128GB và còn bảo hành đến tháng 3 2021 này. Rất là chuẩn nha, con này cũng pin 5000, màn hình là 6 inch rưỡi, hai loa kép. À, và là chuẩn, là hàng rất là chất, nồi đồng cối đá. Với cấu hình RAM 4, bộ nhớ 128GB, hôm nay có một máy đây mình bán với giá 3 triệu 2 các bạn nhé. 3 triệu 2. Rồi tiếp theo chúng ta có một con Redmi 5 Pro, hàng zin chất nguyên bản nhà sản xuất luôn. Ngon lành như là máy mới đây. Con này phiên bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB, rất là ok nhé. Con này rất là nhiều người mua. Vừa thời gian gần đây mình bán rất là chạy, cụ thể là vừa rồi mình thanh lý được một đống hàng nguyên hộp của cái con Redmi 5 Pro này này mà bán hết luôn rồi. Ok, hôm nay còn con hàng không hộp với giá bán là 3 triệu 2, cũng rất là ok các bạn nhé, 3 triệu 200 ngàn. Sở hữu ngay một con hàng cấu hình cũng tương đối là cao đấy các bạn. Tiếp tục là con Redmi 6i, con này 3 triệu 3, con này bảo hành tháng 6 2021 và màu xanh áo lính rất đẹp luôn. Con này mình đánh giá cao về cái màu sắc của nó nha, chuẩn ghê và máy mới lắm các bạn ạ. Máy này hình như mới sản xuất sao ấy, không khác gì một cái máy mới, mình cam đoan với các bạn như thế luôn, lấy uy tín ra bảo lãnh luôn, cái sản phẩm này không khác gì một cái máy mới bạn nhé, chuẩn lắm luôn, chuẩn chỉ luôn. 3 triệu 3, nãy có giới thiệu một con rồi, bây giờ con thứ hai. Rồi tiếp theo có con 6S Plus hàng B, pin chết rồi, pin 73, đây là thiên hạ nó bán cả pin 73 nó vẫn còn đẹp. Ở shop Nhật Nam 83 là đã lo đi thay cho khách rồi, bởi vậy mình kỹ lưỡng, luôn luôn mong muốn mang sản phẩm chuẩn đến cho khách sử dụng, chứ không phải là làm đại đùa các bạn nhé, cứ yên tâm. Rồi đây có con Sita 4, con Sita 4 này thì giá 1 triệu 7, còn bảo hành đến tháng 2 năm 2022, tức là hơn 1 năm, con này mới sản xuất gần đây như máy mới này, đã sử dụng chân sạc Type-C rồi nhá. RAM 2, bộ nhớ 16GB, giá một thôi 1 triệu 6 thôi. Ok, 1 triệu 6 sở hữu ngay một con smartphone chính hãng, bảo hành vật vã, bảo hành không biết đến khi nào hỏng đây. Đấy, hơn 1 năm trời thì bao giờ mới đổi được máy mới. 1 triệu 6. Rồi tiếp theo có con này bảo hành 11 tháng rưỡi luôn, con này mới mới mua là bán luôn. Máy rất là chất, máy như mới, con Note 10 Lite các bạn nhé.
Con này là hàng siêu hot ngày hôm nay đấy, hot sale của ngày hôm nay nhé. Ngày 13, thứ 6 ngày 13 tháng 11 2020. Ok, rất là chất luôn. Một con hàng màu ánh bạc với camera sau hình vuông, màn hình tràn viền nốt ruồi, được mệnh danh là S-Band quyền năng với quả bút rất là chất đấy, ngon lành cành đào, khá là ngon nhá. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, như một cái máy mới. Có tặng kèm theo tai nghe AKG và sạc zin nhanh 25W. Giá bán 8 triệu bạn nhé. Không khác gì một cái máy mới, còn bảo hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 tại Thế Giới Di Động. Hãy lựa chọn 3 tháng đầu ở sự bảo hành tại Nhật Nam cho nhanh nhé. Nếu lỗi gửi về đây đổi luôn. Rồi, tiếp theo có một con S10 Lite. Con này bảo hành tháng 6 2021. Màu xanh rất là chất. Con này các game thủ thì luôn luôn tìm kiếm con này. Và có cái quả thiết kế, quả camera mặt sau như là cái đồng hồ Apple Watch ấy, hay là Galaxy Watch đây này. Đấy, rất là chất luôn các bạn. Chất lắm. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 855. Khá là ít những cái hàng chính hãng chạy con chip Snapdragon 855 các bạn nha. Nên đây là một sự lựa chọn có thể nói rất là chất. Ổn về cả phần cứng lẫn phần mềm. Đấy, đã là chính hãng thì phần mềm ổn rồi. Còn phần cứng mà chạy Snapdragon 855 thì quá chất các bạn nhé. Ok, giá bán 8 triệu rưỡi. Có tặng kèm theo tay nghe AKG, chân tai si và sạc 25W zin. Ngon lành thành đạt 8 triệu rưỡi. Rồi, tiếp theo đây chúng ta có một con A10S, hàng đẹp len keng như xà beng, giá 2,2 triệu. Con này chỉ RAM 2, bộ nhớ 32GB, màn hình 6 inch 2, giọt nước vân tay sau lưng, pin 4000, không có gì phải bàn cãi. Hàng này thì đã sản xuất cũng lâu rồi nên là nhiều người biết rồi, giới thiệu ít thế thôi. Rồi, và tiếp theo đây là thấy có một con F11 Pro hàng B nhưng không xấu lắm, thì cũng phải chuyển sang clip hàng B. Ngày mai mình sẽ lên clip hàng B bán cho bạn. Và tiếp theo đây mình có một con Oppo A92. Con này giá 5 triệu, còn bảo hành chính hãng đến tháng 7/2021 bạn nhé. Rất là chất luôn. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB. Và là một con hàng pin châu, pin 5000. Chuẩn chỉ luôn, máy đẹp leng keng như xà beng. Chỗ này là bẩn thôi nhé, không phải là chầy đâu, các bạn yên tâm. A92 khá là chất, giá chỉ với 5 triệu. Sở hữu ngay một con máy rất là ok, ổn định và sử dụng lâu, hết pin cũng như cấu hình cũng tương đối là mượt mà. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu rất là nhiều cái sản phẩm Android chính hãng, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Bạn nào kết sản phẩm nào hãy alo cho Nhật Nam qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123. Các bạn lưu ý chỉ đặt cọc và điện thoại để mua máy đến hai số đó duy nhất nha. Nhật Nam không có bất cứ một nhân viên nào hay là một số máy nào khác để gọi đến cho bạn gạ gẫm mua máy hoặc đặt cọc đâu. Nên là mọi người hãy cẩn thận để tránh bị kẻ gian lợi dụng và lừa đảo. Nhật Nam ship hàng qua đường bưu điện với hình thức là ship code đồng kiểm trên toàn quốc. Nên là khi hàng đến các bạn được kiểm tra hàng ok, kiểm tra sơ sơ xem có bị bẻ vỡ hay không và có đúng hàng hay không. Trong mỗi gói hàng, Nhật Nam luôn gửi kèm theo phiếu bảo hành có đóng mộc và ký tên của bên shop Nhật Nam. Các bạn hãy dò email trùng với email trên máy là ok các bạn nhé. Ngoài ra, Nhật Nam sẽ không bao phí ship, các bạn sẽ phải thanh toán khoản phí ship họ cộng dồn luôn vào đơn hàng. Là chúng ta phải thanh toán số tiền cuối cùng khi mà bên bưu điện họ báo các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ Nhật Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn buổi tối thật nhiều niềm vui.